Xưởng sản xuất máy thực phẩm Hoàng Quân xin kính chào các khách. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với mọi người một cái máy xe đa năng dòng nồi cao nhé mọi người nhé, và hướng dẫn mọi người sử dụng cái máy này để làm sữa ngô luôn. Trong cái clip này là làm sữa ngô luôn nhé. Đây là một cái máy có công suất là 1 kg/mốt, vòng tua nhanh và sử dụng nồi cao 25 cm, đường kính 25 cm. Đấy, thì hiện tại ở đây đã có sẵn là 10 bắp ngô ngọt. Mọi người lưu ý nhá, ngô ngọt chúng ta lấy ra cái hạt ngô và chúng ta đổ sẵn vào đây. Chúng ta đổ sau đó thì chúng ta sẽ xay kèm với nước. Thì cái công thức này thì là tùy mọi người, có những người ăn loãng, có những người ăn đặc. Cái này thì tôi sẽ xay như vậy. Sẽ cho 2 lít nước với 10 bắp ngô như thế này. Hai lít nước nha. Chúng ta sẽ đậy lại và xay thật nhuyễn. Mọi người lưu ý là xay thật nhuyễn với cái công tắc tắt bật ở bên này. Và lưu ý là không mở cái nắp này ra nhá. Mở ra là nó sẽ nước nó sẽ đẩy lên đấy. Và sẽ bắn bẩn lắm. Ta sẽ xay như vậy, xay đến khi nào mà nhuyễn, mọi người cảm thấy nó nhuyễn rồi ấy, thì hãng sử dừng lại. Và hiện tại là tôi vẫn chưa thấy nhuyễn, xay tiếp. Chưa nhuyễn đâu. Xay tiếp. Nước nó bắn ra lên hơi nhem nhúc. Bây giờ xong cái công đoạn này thì mọi người sẽ chuyển sang cái công đoạn là chúng ta sẽ phải lọc nhá. Chúng ta sẽ phải lọc. Thì có một đặc điểm hay cho cái dòng máy này. Mọi người rút điện ra nhá. Sau đó thì chúng ta nghiêng đổ ra. Chúng ta nghiêng đổ cầm cái chốt lật như thế này.
còn nghiêng ra, nghiêng ra như thế này, đổ ra thì nó sẽ ra hoặc toàn bộ. Chúng ta sẽ lọc lấy phần nước dung dịch, còn phần cái chúng ta không sử dụng, hoặc là có thể sử dụng ai ăn cũng được mà. Nhưng mà mình đang cần làm sữa ngô, thế nên là mình chỉ cần lấy nước thôi. Chúng ta sẽ khoáng lấy như thế này, lấy phần nước nhá, lấy phần nước. Đây là cái máy với cái bộ dao ở bên trong, mọi người có thể nhìn đấy, hai dao nằm ngang xuống và hai dao vắt chéo lên, thì nó sẽ giống như một cái máy xe sinh tố ấy, thì khi dung dịch ở bên trên thì nó sẽ đảo đều hơn. Thế là toàn cảnh của cái máy này, thì cái video này sẽ kéo dài hơn, thì anh chị em cố gắng xem để biết cách làm sữa ngô. Đây là sữa ngô dành cho gia đình, còn nói thẳng luôn là ở ngoài hàng ấy, người ta pha loãng hơn. Đây là nhà mình làm, mình ăn. Chúng ta sẽ lọc. Trung bình ở thị trường bây giờ rơi ra khoảng là 12-13 nghìn một chai nhỏ sữa ngô. Còn đối với mình làm ở nhà thì nó sẽ thứ nhất về nguyên liệu đầu vào, mình cho cái gì thì mình cho, mình sẽ ăn cái đấy. Còn về phần nguyên liệu ngô thì tính ra 10 bắp ngô tính khoảng tầm 35-40 nghìn. Chúng ta sẽ lọc hết đi. Sau đó thì đem lên đun, đun sôi. Sau khi lọc xong thì mọi người mang lên, chúng ta sẽ đun nhé. Chúng ta sẽ đun và cho một số nguyên liệu như sau. Thì mọi người có thể nhìn đây, chúng tôi sẽ cho vào đây. Đây là muối trắng, chúng ta cho khoảng nửa thìa. Đây mọi người nhìn nhé, cái thìa bé bé này. Đấy, chúng ta sẽ cho vào. Đương nhiên là vừa đun thì chúng ta vừa đảo vừa khoáng nhé. Đảo liên tục. Chúng ta đảo liên tục như thế này đến khi nào nó sôi thôi. Và tiếp theo mọi người có thể sử dụng kèm theo là, đây là sữa đặc này, sữa đặc. Chúng ta sẽ lấy cái định mức là 60ml và cho vào đây khoáng cùng. Nước 60ml và khoáng cùng. Và ngoài ra thì nó sẽ còn có là sữa tươi, nhưng mà chúng ta sẽ không nên sử dụng sữa tươi trong cái quá trình đang nấu nóng như này, thì nó sẽ tách béo của cái sữa tươi mất. Thì là chúng ta sẽ để cho nguội hơn thì chúng ta mới đổ vào. Thì chúng ta sẽ cho vào khoảng tầm là 120ml vào. Tất cả những cái công thức hiện tại nó đang là áp dụng theo cái định mức của nhà mình nhé. Còn anh chị em có những cái định mức khác thì đương nhiên là có thể là thay thế. Mỗi người một định mức, mỗi người một cái khẩu vị mà. Mặn ngọt hay là như nào đấy thì do mọi người. Có người ăn ngọt, có người ăn không ngọt. Khoảng như vậy.
Rửa đi. Rửa vào đi. Chúng ta cứ làm như vậy thôi, đơn giản thôi mà, làm sữa ngô dễ và ăn lại ngon, béo, cho trẻ con ăn nữa thì béo nữa. Đây, chúng ta sẽ đong lấy 120ml của sữa tươi. 120ml khoảng đấy. Sữa tươi. Và bên cạnh đó thì mọi người có thể xem, đây là cái nồi mình đã sử dụng trước rồi và cũng để nó nguội bớt thôi. Và chúng ta sẽ bắt đầu trộn với cái sữa tươi. Khoáng đảo đều nhé mọi người nhá, đảo đều. Và sau đó để lạnh. Đúng không, nó nguội, xong đóng chai lại, xong để trong tủ lạnh. Và bắt đầu chúng ta có thể thưởng thức được cái món sữa ngô tại nhà. Đối với tất cả các cái dòng máy khác, mọi người vẫn sử dụng như thế. Ví dụ như trong trường hợp khách hàng mua máy xay đa năng rồi, hoặc là máy xay giò chả rồi, thì chúng ta cũng vẫn sử dụng như vậy thôi. Đấy, thì anh chị em có nhu cầu tìm hiểu chuyên sâu hơn về các cái dòng máy mà bên mình đang có ấy, vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên video hoặc vào website máythựcphẩmhoangquân.com. Xin cảm ơn mọi người, xin chào.